Bắt đầu bây giờ làm đầu mồi anh cụ nhé. Đấy. Giờ cụ em giờ ra đầu mồi cho em. Em đánh này xa quá cụ, không biết có vào việc không. Đến tầm 150 mét. Rồi em đổ mồi xong cũng nhé. Em vụt lấy ổ trong khoa. Khoa hôm nay đánh chỉ tầm 50 mét nhưng em vụt cho nó pha mèo nó bị sao. Vụt bao phát mới lên được ổ. Này em phải ăn suất sôi để bù lại cái bao nhiêu phát vụt của nó vừa rồi nhỉ cụ nhé. Ăn rồi, uống đẹp quá. Thế rồi. Đẹp đẹp. Khai trương của phao mới à? Tôi có phao mới thành công. Quá chặt rồi. Ui, điện thoại. Ui, trời. Điện thoại. Kinh nhé. Cái anh hào cửa lán nữa cô nhá. Con đầu tiên. Ở đây nó số thì đừng hỏi rồi. Con nào nó xuống xuống luôn. Nghe cụ nhá. Câu không câu tao đi ngủ. Xúc cá đi nhỉ. Thế giờ khai trương của phao mới à? Quá chắc rồi này. Ui, điện thoại. Ui trời. Điện thoại. Bằng má bằng luôn. Kinh nhỉ. Rồi cá vào tới cụ nhé. Con đầu tiên. Hello, em lại chào tất cả các cụ nhé.
Bây giờ là em bắt đầu hết một ca câu rồi. Bây giờ bọn em chuẩn bị thu đồ về các cụ nhé. Bây giờ là tầm 4 giờ. Hôm nay đánh có một ca thôi các cụ. Hôm nay tầm 8 giờ bọn em đồ mồi. Hôm nay thì lạnh lắm, cả hồ thì chưa lên con nào. Một mình em thì được phòi hai cái thì là một cái em đi ngủ, mấy một cái lúc mới đồ mồi xong thì chắc là cá bé. Mới đè hai cái thì em được một con cũ tầm 9 cân. Em đen cũ tầm 9 cân. Bọn nó khoai vlog hôm nay thì đánh cái điểm này nó không vào việc lắm, nhưng mà cũng được giật hai cái. Nên là cú long được giật hai cái thì là dòng vào gần đến nơi thì là cú long nó với khoa nó đang mỏi, nó ngủ. Thế là cú long dòng không biết dòng nên là bị bong cụ. Này cú long này, này hơi đen thì cú long các cụ nhé. Chào các cụ ấy đi cú long này. Gò sông. Đấy, cụ mới câu máy thì ngon, cần thì ngon. Nên là hôm nay gò sống, còn đây bị bong. Em này hôm nay tôi có phao mới, khai trương quả kho mới, thành công, cũng được phòi hai cái, thì hai cái thì em giật một cái thì không thấy gì, phòi thì lúc em đi ngủ thì nó lên cả củ thì cú long ra nó lôi cần thì đúng lúc đấy là em lại xả máy đây nè, nó không dính, nó phòi cả củ lên giữ đây luôn, nhưng lúc đấy em xả máy nên không dính, thì em chuẩn bị bọn em thu đồ nhé. Các cụ vào xem livestream nhớ là đăng ký kênh và like chia sẻ cho em để em ra những video đẹp nhất cho các cụ xem nhé. Và em kết thúc video, kết thúc buổi câu ở đây. Mong là những video sau em sẽ làm những cái video đẹp hơn cho các cụ xem nhé. Hôm nay lạnh quá nên là bây giờ em thu đồ về sớm đi các cụ. Em run lật bật rồi. Vâng, em chào các cụ nhé.